Uh, xin kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu và còn vài ngày nữa thôi là Tết Nhâm Dần cũng sắp tới Và nhằm khép lại cái năm cũ Tân Sửu thì uh, mình có một số cái vấn đề để mà bàn bạc trong cái video này Và một số cái vấn đề nó liên đối đến cái mảng ngành IT và ngành công nghệ thông tin cũng như là an toàn an ninh trên mạng thì cái năm vừa rồi như chúng ta đã biết là dịch Covid-19 là nó đã hoành hành khắp nơi trên thế giới không riêng gì Việt Nam. Và hầu hết một số các công ty, một số cái xí nghiệp đa phần là đều bị cloud down hết. Có nghĩa là bị đám cửa hoàn toàn. Tuy nhiên là một số cái ngành như là ngành công nghệ thông tin thì uh, dù có dịch hay không có dịch thì chúng ta vẫn làm việc tại nhà. Tuy nhiên là làm việc ở bất cứ đâu cũng vậy thôi. Cũng cần con người phải chỉnh châu nghiêm túc cũng như là làm việc cho nó có chất lượng. Thế nhưng mà trong cái năm vừa qua là một cái năm là đáng buồn cho cái ngành IT Việt Nam, phải nói là như thế. Bởi vì là một số cái app mà chẳng hạn như là Bluezone như năm 2020 thì mình không nói. Đằng đây là cái app BC Covid hoặc là sổ sức khỏe điện tử. Theo mình nghĩ là những cái app này rất là tệ. Mình dùng thẳng một từ luôn đó là từ rất là tệ. Bởi vì thế nào? Bởi vì thế nào thì mình cho các bạn xem cái video này rồi các bạn sẽ thấy nhá. Thấy cái độ tệ đến cỡ nào. Đây. Rất là tệ. Đây là của cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu á. Đây. Đây là một cái điểm tệ nè. Cái này, cái này không nói được. Cái đây nè. Đây nhé. Đây. Mình phải bấm bầu đây. Cái tệ thứ nhất là trong cái việc mà chọn năm. Các bạn nhìn vào là khi mà các bạn bấm vào chữ năm là cái năm 1900 là nó đứng ở đầu tiên. Còn cái năm mà 2022 nó đứng ở sau cùng. Đó. Đó là một cái điểm dở. Bởi vì là theo nguyên tắc là những người mà xanh sau thì phải ở trên đầu và những cái người nào mà già cỗi già cỗi thì người ta ở phía sau theo cái thứ tự mà để mà chọn tuổi là như vậy chọn năm sinh là như vậy chứ mà bây giờ mà bạn để một nghìn chín trăm nó ở trên đầu như vậy là coi như những người mà cổ lỗ hủ người ta họ vào đây họ chọn hay nói cách khác là những cái người mà sinh thuộc thế hệ mà 2000 hoặc là 2010 là coi như là chọn là phải kéo xuống kéo kéo xuống hoặc là phải lăn rất là mất thì giờ để mà chọn nói thẳng là là như vậy đó là một cái điểm dở mà theo mình nghĩ đó là cái điểm dở nó dở ơi là dở thí dụ như là để năm 2022 trước ví dụ như mình sinh năm 2000 thì mình mình chỉ cần kéo một kéo hoặc là mình mình chỉ cần nhìn liến thắng là mình thấy năm 2022 nó kề với 2000 nó kề hơn một chút so với 2000 thì mình mình chọn nó dễ hơn chứ mà mình mở lên rồi mình thấy 1900 còn cái năm năm sinh của mình thì nó nằm chót vót ở dưới là mình phải kéo 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 rất là mất thì giờ phải mất khoảng 2 đến 3 phút để mà bằng chọn một cái cái năm sinh cho nó phù hợp đó là một cái điểm dở thứ đó là một cái điểm dở thứ nhất của thằng PC Covid Đúng không? đây đó là một cái điểm dở nha và cái uh, điểm dở thứ hai cái điểm dở này mới thật sự đáng để mà nói đây đây là hai cái minh chứng của mình nha hiện tại thì nói thẳng với quý vị ra là mình tiêm hai mũi rồi mình tiêm ngày mình tiêm từ hồi tháng 12 năm 2021 và đây là cái kết quả tiêm kết quả mình mới cập nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 đây cái này là của ứng dụng à uh, sở sức khỏe điện tử và cái đây là của PC Covid. Các bạn thấy không? Đây cái màu nó vàng khè và nó gây là bạn đã tiêm một mũi vaccine. Hiện tại thì mình tiêm một mũi mà cái thời gian tiêm của mình là cách đây một tháng rồi vậy mà nó không có tự động nó update trên database. Đúng không ạ? Hoặc là database của PC Covid một đường, database của sở sức khỏe điện tử nó một nẻo. Do đó là hai cái database nó không có liên thông với nhau do đó là đó là một cái điểm dở và một cái điểm dở nữa là data bay nó không có được cập nhật thường xuyên là khi mà người dùng họ đã tiêm vaccine rồi thì sau 1 đến 2 tháng thì phải update vào trong data bay để cho người dùng họ biết được là mình đã tiêm vaccine rồi hay là mình đã tiêm vaccine chưa chứ đằng đây mà để nâu no mà nâu no đến một tháng sau mà không thấy động tĩnh gì hết trơn như vậy là một cái điểm không ổn thứ hai của pc covid Đấy, đó là một cái đó là một cái đó là một cái điểm dở nữa. Và theo mình nghĩ là hai cái điểm dở này là hai cái điểm dở đáng quan trọng và một cái điểm dở thứ ba nữa là DC Covid với lại uh, sổ sức khỏe điện tử là nó không có ăn nhập gì với nhau hết trơn á. Dùng cái gì dùng một cái thôi. Một là PC Covid, hai là sổ sức khỏe điện tử chứ không có chuyện mà vừa PC Covid mà vừa sổ sức khỏe điện tử rồi ngày hôm sau nó đẻ ra một cái app khác nó cũng tương tự hai cái đó không cần thiết chỉ cần một cái app thôi mà cơ sở dữ liệu nó tốt và dữ liệu được liên thông và nó đáp ứng được những cái nhu cầu của người dùng thế là đủ rồi đó chứ không cần thiết phải đẻ ra app này app nọ app kia rồi cơ sở dữ liệu nó chạy bú xù xua rồi cơ sở dữ liệu giữa bên A và bên B nó không có liên thông và cái testing cái khâu testing cũng như là cái khâu mà mình đi lấy yêu cầu của khách hàng nó không có ổn là như thế là không được ở Việt Nam mình là hầu hết các cái ứng dụng mà mình để ý thấy là đa phần những cái ông mà về chuyên về đi làm phần mềm người ta họ rất là coi thường cái món testing đấy mình nói thẳng luôn là như thế bởi vì là mình để ý thấy một số cái sản phẩm là test cái khâu testing nó không ổn do đó là mình phát hiện một số cái bắt phát sinh chẳng hạn như đợt sinh mp3 vừa rồi là nó có một cái lỗi phát sinh mà do cái điện thoại mình nó bị uh, mất hết dữ liệu thành ra là cái ảnh nó cũng bay luôn mình có chụp lại nhưng mà do nó bay hết cái lỗi là java pointer nó hay xuất hiện trong uh, Zing mp3 cái đợt mà năm ngoái hoặc là năm 2018 19 gì đấy hai lần rồi chứng điều này chứng tỏ là cái việc testing của mình nó không có được ổn cho lắm đấy đó là cái vấn đó là một cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai ở đây là hệ thống an ninh mạng của ta nó nó thật sự nó chưa tốt. Nói thẳng là như thế. thí dụ như là đây mình là mình là mình đánh giá cao cái trung tâm giám sát không gian an toàn mạng quốc gia đó. Và có một cái thông báo ở đây. Thông tin kết nối tới trang vi phạm đã được lưu lại cho công tác nghiệp vụ an ninh an toàn mạng. Vậy thì xin hỏi, những cái thông tin này lưu lại, rồi cái trung tâm khám sát an toàn không gian mạng quốc gia nó xử lý như thế nào? Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là nếu như mà họ muốn cái thông báo này nó xuất hiện thì mình phải cài cái ứng dụng gọi là VSAFE vào và VCEP là một cái ứng dụng tuy nó theo mà đánh giá nó, nó rất là tốt tuy nhiên là nó cũng hơi hơi lằng nhằng một tí với lại uh, khi mà cài VCEP vô thì những cái thông báo như là thông tin kết nối tới trang vi phạm này nó không có nó chỉ có nó có cái phần đầu này thôi chứ cái phần sau nó không có đây vậy thì uh, làm thế nào để cho cái sẵn cái phần mềm VCEP nó bớt dướng đi mình dùng nhiều thời gian mình vô những cái trang lập trình hoặc là vô những cái trang về thủ thuật máy tính thì cũng gặp cái trường hợp này trên máy tính mình có cài vsep đó nhưng mà sau một thời gian là mình gỡ đi rồi mình đã gỡ đi rồi tuy nhiên là mình cố tình mình vào mấy cái trang này để coi thử là động tĩnh của nó như thế nào và cái câu hỏi ban nãy mình mới đặt ra đây thì vậy thì cái thông tin kết nối này thì uh, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia sẽ xử lý như thế nào sẽ xử lý như thế nào Hãy giải thích một cách cụ thể hơn được không? Đó Đó mới là vấn đề Nếu như mà người dùng người ta Họ không cài cái Vset Windows vào trong máy tính của họ Thì sẽ xử lý như thế nào? Cài xét thì không nói rồi Cài Vset là được bảo đảm an toàn Tuyệt đối 100% Đôi lúc nó có chướng nhưng mà Bảo cái độ bảo mật an toàn tuyệt đối nó 100% và cái thông tin đó, nó sẽ không được Nó được lưu lại đó nhưng mà Cái cách xử lý thì theo mình biết đó là sẽ chặn quyền truy cập vào cái trang đó còn tuy nhiên nếu như một số những cái người mà cài không cài vi xếp vào đông máy thì sẽ xử lý như thế nào đó mới là cái câu hỏi mà đặt ra ở đây và hiện nay có một số cái thành phần vào Facebook chủ yếu để mà đăng những cái clip gọi là đồ trị phản động như là cái đợt tháng 7, mình nhớ không làm tháng 7, tháng 8 năm 2021 vừa rồi á có một số cái tình huống hoặc là một số cái tên mà vào mạng để mà đăng những cái clip mà đồ trị và mình vô tình vô tình thôi nhé chứ không phải cố ý nhé chỉ vô tình sơ hở một chút thôi là cái tài khoản Facebook của mình nó bay nó bay trắng trợn luôn các bạn ạ vậy thì làm thế nào để mình kiểm soát những cái tên đó và mình làm thế nào để kiểm soát cái tên đó và khôi phục lại những cái tài khoản bị oan chỉ là cố vô tình thôi nha chứ không có cố ý nha vô tình thôi vậy thì làm thế nào để mà lấy lại những cái tài khoản đó và có một cái cơ chế nào để mà ngăn ngừa những cái tên xấu nó phát tán những clip độc hại đó là câu hỏi mình đặt ra và có một số tên vào comment quảng cáo những cái dịch vụ lúng lúng sàn hết chẳng hạn như đây là facebook của mình là dịch vụ mà tăng like hoặc là tăng view rồi này kia đấy là một cái cái thứ hai là đây đây một số cái dịch vụ mà tăng like tăng view rồi, rồi câu like câu view rồi này kia là mình nó cứ nhảy vào facebook mình là ngày nào nó cũng tự động nó nhảy vào nó comment giống như kiểu là đi comment dạo vậy đó rất là bực mình đây xin lỗi vì đã tự ý rồi một số cái dịch vụ mà đi chạy quảng cáo rồi đi làm những cái hành động mà gọi là không hỏi ý kiến người ta trước mà đã đi làm vô tội vạ như vậy rồi đây một số cái dịch vụ đây. Những người nổi những người nổi tiếng thì mình không nói nha. Còn đằng đây như mình đây là một người gọi là amateur, những người mà không có nổi tiếng, vậy mà nó cũng nhảy vô cho bằng được. Thế có tức không? Đương nhiên là tức đúng không ạ? À? Đó. Đương nhiên là mình tức chứ như ví dụ như là bạn mình hoặc là anh chị của mình, một số người tùy nổi tiếng vô quậy thì không nói nhưng mà mình là, mình, mình là người mình là người không có nổi tiếng mình chỉ là dân nghiệp dư thôi mà nó vô nó quậy như thế này vậy thì xin hỏi môi trường an toàn ở trên mạng ở đâu đây không những quậy trên Facebook đâu mà quậy trên iMessage đây đây là một tin nhắn iMessage từ điện thoại của mình nó vào nó sổ số rồi uh, mở các dịch vụ quảng cáo rồi lúng tung sàn trên mạng xã hội hoặc là một số cái thành phần vào đây một số cái thành phần vào comment với những cái nội dung tục tiểu và mình đã report ngay tức khắc luôn rồi đây nha vậy thì cái hành lang pháp lý ở đâu để đảm bảo an toàn và để cho con người ta hết làm những cái công việc phi pháp đó là câu này hỏi. đó là câu vấn đề nan giải ví dụ này nha. tại bắc đây vào comment và comment với những cái lời lẽ gọi là biến thái này một năm vừa rồi là coi như là mình khốn khổ lao đao là cũng vì những cái này không những bạn mình lao đao mà mình cũng lao đao bởi vì là mình là một người làm trong cái lĩnh vực IT và mình đang lao đao là làm thế nào để có một cái cơ chế mà bảo đảm an toàn trên internet và để cho mọi người có một cái môi trường an toàn tuyệt đối đây là cái vấn đề mình đang lao đao đây đây hai cái comment ban nãy mình bầu đây và mình đã report rồi mình đã report thẳng tay rồi đây mình đã report thẳng tay luôn lên trên mạng xã hội giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà dùng những cái từ ngữ biến thái như vậy là không được bởi vì là youtube là không phải là mình mình xem mà cả ngàn người cả triệu người xem chứ không phải là một mình mình xem do đó là vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để xây dựng một cái môi trường mạng an toàn vậy thì theo mình nghĩ là có ba cái solution cái solution thứ nhất đó là cái trung tâm ban nãy mình nói cái trung tâm mà về an ninh mạng đó là nên nên giám sát những cái trang web đen và chặn tuyệt đối của người dùng và ví dụ như người dùng họ vô tình họ truy nhập thì cũng nên khoan hồng cho họ vô tình thôi chứ không phải cố ý và nên dùng những cái thuật toán và nên dùng những cái thuật toán để mà biết được ai đang vô tình hay ai đang cố ý cái này là mình dùng trí tuệ nhân tạo và đó cũng là một cái bài toán đặt ra cho ngành IT đấy và cái thứ hai là những cái người những cái người dùng là nên biết tự bảo vệ mình trên không gian mạng xã hội như mình đây là coi như là một số cái comment mà cái kiểu như ban nãy mình chiếu quảng cáo rồi này kia là mình chỉ cần nhìn thấy thôi là mình đi lét khỏi cái facebook của mình luôn rồi thậm chí là mình cho người đó ăn một cái report và mình chặn ngay người đó ngay tức khắc luôn chứ mình không có để và thường thường là những cái thông tin cá nhân của mình là mình nên để riêng mình nên để ẩn hết không cho ai biết kể cả email kể cả số điện thoại kể cả mã qr như vằng nãy là mình, mình demo thôi chứ như vằng nãy cái mã QR của Covid là mình chỉ đi mang cái tính chất demo thôi. Chứ thực tế ra là lý thuyết là vì an toàn an ninh mạng thì những cái thông tin đó không được lộ ra. Và cái thứ ba nữa đó là nên có những cái cơ chế phù hợp để mà xử những cái uh... Nick gọi là Nick Clone hoặc là những cái nick mà vô tư ấy lung tung và nên có một cái thuật toán một cái cơ chế nào đó phù hợp để lạp ra những cái người nào đó có những cái nick gọi là đi comment dạo hoặc là đi uh, quảng cáo dạo dùng cái cơ chế để biết được là người đó đang làm cái gì và người đó thao tác với cái facebook như thế nào và những cái lời lẽ mà người ta dùng nó trên mạng đó làm sao đó là một cái bài toán thứ hai và bài toán này mình có thể mình sử dụng trí tuệ nhân tạo để mình làm vẫn được chứ không phải là không Đờ mình dùng cái mình dùng cái cơ chế đó thì mình sẽ lọc ra những cái người nào tốt những người nào đó không tốt và những cái người nào đó không tốt thì coi như mình ban vĩnh viễn còn những cái người nào đó mà tốt mình giữ lại còn những cái người nào mà vô tình vô tình thôi nhá vô tình thì mình có nên có một cái chính sách để mình khoan hồng nên có một cái chính sách để mà họ khoan, khoan hồng cũng như là biết được là có những cái questionnaire để cho người ta biết được là mình đang vô tình hay cô ấy. Và thường thường thì theo cái kinh nghiệm của mình thì những người nào đó mà thường thường cô ấy mà làm những điều xấu chẳng hạn như là thường xuyên uh, comment dạo hoặc là thường xuyên đi quảng cáo dạo hoặc là thường xuyên share những cái clip xem những cái clip đầu trị hoặc là xem nhiều, cái lượt xem nhiều thì coi như là người đó là thuộc dạng là cố ý, còn những người nào chỉ lướt qua một một lần duy nhất hoặc là xem một cách băng qua thôi. Đó là người đó thuộc dạng là vô tình. Theo mình theo cảm quan của mình là vậy. Vậy thì uh, dưới đây là những cái uh, vấn đề, những cái phần nào vì cái ngành công nghệ thông tin trong năm 2021 vừa qua và hy vọng rằng là trong năm 2022 là ngành công nghệ thông tin là sẽ sớm khởi sắc hơn và cũng như là tránh được những cái lỗi mà như lúc nãy mình vừa mới nêu và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo và chúc quý vị và các bạn có một cái tết an vui đầm ấm và gặt hái nhiều cái thành công cũng như là những cái thắng lợi mới xin chào và hẹn gặp lại